Chào các bạn. Hôm nay thì mình là Đặng. Ở bên tạp hóa Thanh Trà thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bó giỏ quà đơn giản và đẹp. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn bó một giỏ quà trị giá tầm 250 đổ về nhé. Các bạn cùng nhìn. Đầu tiên thì các bạn sẽ có một hộp bánh to này. Các bạn sẽ để xuống cuối nhé. Để xuống cuối nhất này. Tiếp tục này. Kéo như thế đây nhá. Tiếp tục là sẽ có một mứt. Để mình sẽ đi lấy một mứt đẹp đấy nhá. Quên mất mình chưa lấy. Đây các bạn, tiếp theo là một hộp mứt này. Đấy, rất là cân đối này. Cứ những cái gì to thì các bạn sẽ để đằng sau. Tiếp đến là chai rượu này. Đây các bạn, một chai rượu. Cân đối này. Hộp cà phê này. Các bạn nhìn thấy đã đẹp chưa? Thêm một hộp trà chanh. Kẹo. Đấy. Kẹo này của Kinh Đô ấy các bạn nhé. Mình sẽ bó tất cả các mặt hàng đều là mặt hàng thương hiệu hết nhé. Đấy. 2, 4, 6. Bắt đầu mình sẽ thêm nước ngọt. Non coca này. Rất đẹp luôn các bạn ạ. Một lon bia này. Và thêm một hộp bánh Kim Phát Tài. 2, 4, 6, 8, 9. Thế là giỏ quà mình đã là có 9 mặt hàng. Sau đây mình sẽ bó nhé. Ok. Nơ đi các bạn. Bạn thấy chưa? Và giỏ quà thành phẩm của mình đây. Rất nhiều các mặt hàng. Từ bánh, kẹo. Giỏ quà rất đẹp mắt các bạn nhé. Mà bó rất là nhanh. Chỉ hơn 1 phút là được một giỏ. Đấy,
mẫu đây các bạn. Có bánh, có kẹo. Rồi. Cảm ơn tất cả mọi người.